曲吧，六六幺的的第三届越南国际漫画节，等一下乱的第三届越南国际漫画节吧，回共来正式开幕，来正式开幕，那个的开幕了开幕，外开幕ra thì hôm trước chúng ta vừa mới học một cái cụm từ cũng là khai mạc đấy là la khai quế mu, các bạn có thể sử dụng một trong hai từ này đều được nhé. Chân sư khai mu hoặc là chân sư la khai quế mu, còn nhớ từ la khai quế mu không? La khai quế mu rồi. Trái nghĩa với la khai quế mu là lua xa quế mu. Trái nghĩa với khai mu thì là pi mu và đều là động từ nhé. Thế còn danh từ lễ khai mạc thì là khai mu sư khai mu huy, lễ bế mạc là pi mu sư pi mu huy rồi. Tiếp theo này, tham gia festival truyện tranh quốc tế Việt Nam lần thứ 3 thì cái này vừa nãy thì Hương dịch cũng khá là tốt, bởi vì mình có thể không cần thiết phải nhắc lại cái tên của cái buổi lễ này, và chúng ta có thể nói là tham gia sử cố tùng sứ, đúng không? Tham gia sử cố tùng sứ, bạn dùng là tham gia cái hoạt động lần này. Ok, nếu bạn không muốn dùng cái từ cố tùng thì mọi người lại phải nhắc lại toàn bộ, ví dụ như của đây là tham gia đi san chia Việt Nam của chi mang phải chia sứ thì làm sao? Tú trở là độc giả, hữu chi huy có cơ hội gì? Léo chỉ sư chia cơ chủng mang khoa, rất là đơn giản, mà bạn dùng là sư chia cơ chủng mang khoa nhỉ, cứ ý à, cô dùng ví dụ như cái câu này của cô thì dài dòng hơn một chút, hữu chi huy léo chỉ sư chia cơ đi phụ thống đây chính là mang khoa, thay vì là cái từ cơ chủng mang khoa thì cô dùng cái từ phụ thống đây chính, chỉ là một cách diễn đạt khác thôi. Đi thi thì điểm số thì cũng như nhau thôi. Đó. Thì có thể là trong văn viết thì bạn có thể linh hoạt sử dụng, miễn là những cái từ đó đều phù hợp với cái văn phong, đều là su men hủy là được. Hiểu chưa? Quay lại chuyện sư chia cưa ti phụ thống đây chính tập mạt khoa, hoặc là bạn nói là sư chia cưa chủng mang khoa thì cứ gì. Còn giao lưu với ai thì ta sẽ dùng cụm từ là hủy sấy treo liếu, hủy sấy 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 chín xình treo liếu. Ở đây là hủy tác giả truyện tranh nổi tiếng trong và ngoài nước sẽ là hủy cuốn nơi ngoài chu mình mang khoa chùa cha, đây cô dùng từ chùa cha. Ủy của nơi ngoài chu mình mang khoa chùa cha chiến sĩ giao lưu duy trì dự kiến thì làm sao festival truyện tranh quốc tế Việt Nam lần thứ 3, rồi nếu mà không muốn nhắc lại thì chúng ta có thể dùng là sử sư mang khoa chía, đúng không? Sử sư mang khoa chía chàng ủy 6月8日 chiều sụ. Đó cho mọi người nghỉ giải lao nhá, ăn sáng đi, 9:10 nghỉ đến 9:10 nhá, 9:10 mình vào lớp mình học tiếp nha. Vâng ạ.